walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình An thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để giới thiệu cho khách hàng một căn nhà một trệt một lầu có diện tích cực khủng. Diện tích căn nhà này là ngang 5, chiều dài 21, được chủ đúc một trệt một lầu. Đây là không gian phòng khách căn nhà nhé. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trước sau, có sân phơi riêng. Căn nhà này nằm kế bên con đường quốc lộ 1K, cách bến xe miền Đông Mới khoảng 3 km, cách siêu thị Bixi và cầu vượt Liên Xuân khoảng 2 km. Bây giờ mình ra ngoài quay con đường và mặt tiền căn nhà cho khách hàng mình cùng xem nhé. Nhà mình có hướng tây, có con đường phía trước rộng khoảng 10 m thông. Nhà này mình tiện vừa ở, mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề luôn. Đây là con đường nhựa thông phía trước này, đường nhựa thông từ quốc lộ 1K sang bên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Trên đây là mặt tiền căn nhà mình này. Mặt tiền được chủ nhà thiết kế theo dạng mặt tiền phố, ban công vuông và lan can sắp đúc rất là đẹp. Căn nhà mình có vỉa hè phía trước rộng khoảng 4 m và có sân xe hơi chủ nhà để chiều dài khoảng 6 m. Mình có thể để xe bán tải, xe 7 chỗ thoải mái luôn. Ngang 5, dài 21. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm một lớp cửa sắt 4 cánh kiên cố, được hàn bao đầy đủ trên đây hết rồi nha. Nhà sổ hồng riêng đã hoàn công rồi, mình có thể đặt cọc và công chứng trong ngày, dọn về ở ngay nhé. Di chuyển vào trong đây, mình có sân xe hơi cực rộng ở đây. Chủ nhà để ngang 5, sâu 6. Mình có thể để xe hơi, xe bán tải và để khoảng 5-6 chiếc xe Honda ở đây nhé. Phía trên sân xe hơi mình chủ nhà cũng đi thạch cao và hệ thống đèn LED rất là đẹp phía trên đây. Đặc biệt nhà này dùng toàn đồ gỗ căm xe cũng như gỗ gõ đỏ nhé. Trong đây mình có lớp cửa thứ hai trong đây, chủ nhà làm bộ cửa gỗ đỏ 4 cánh cực đẹp và kiến cường lực ngay đây nhé. Mình ở đây có thể nghe mùi thơm mùi gỗ. Trong đây chủ nhà làm rèm luôn này. Di chuyển vào trong phòng khách, ở đây mình có phòng khách cực rộng nhé. Sàn được chủ nhà lót gạch bóng kính loại 1 khổ 80. Hai bên hông của phòng khách được chủ nhà trang trí bức tranh rất là lớn. Ở đây có một chiếc đồng hồ hình hai chú công nhé. Phía trên mình là hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn LED. Ở trần chủ nhà giật 2 cấp rất là đẹp nha. Hai bên có khung tranh rất là lớn. Ở đây mình kê tủ tivi ngay vách này nha. Đây có dàn tủ gỗ cũng như các song sắt, song gỗ rất là đẹp luôn này.
di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn. Hai bên trong đây chủ nhà dán giấy dán tường nhé. Nhà này chủ nhà trang trí hệ thống đèn led rất là nhiều, và hệ thống đèn led này mình dùng sẽ rất là tiết kiệm điện nhé. Ở đây mình có không gian khu bếp nấu ăn rộng, ở đây mình có thể kê bộ bàn ghế ăn 4 ghế 6 ghế thoải mái nhé. Bên hông dưới đây mình có chỗ kê máy giặt hoặc kê tủ lạnh hai cánh. Nhà này có 3-4 chỗ chủ nhà chừa để kê máy giặt nha. Bên đây có hai dàn tủ để bát và chén, trên và dưới cực khủng luôn nha. Vách thì được chủ nhà làm kính cường lực, rất tiện vệ sinh lau chùi cho căn bếp nhà mình. Mặt tủ bếp thì chủ nhà làm đá hoa cương kim sa khá đẹp nha. Đây có dàn tủ gỗ, gỗ rất đẹp. Ở đây mình nghe mùi thơm mùi gỗ này. Phía trên mình đây có quạt trần thoáng mát ở đây nha. Di chuyển vào phía cuối căn nhà, ở đây mình có phòng ngủ ở dưới này, ngang 5 dài 21. Chủ nhà thiết kế một phòng ngủ ở dưới nhé. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm cửa gỗ căm xe này. Ở trên hệ thống trần chỉ thì cao, ở phòng ngủ này chủ nhà thiết kế khá đẹp nha. Phòng ngủ này có cửa lùa hai cánh ở bên hông, được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha màu xám. Di chuyển về phía cuối, ở đây mình có phòng vệ sinh dưới này, ở đây cũng có một chỗ để kê máy giặt nha. Trên lầu cũng có một chỗ chủ nhà làm sân phơi và kê máy giặt ở trên. Mình có thể kê máy giặt ở lầu trên hoặc ở dưới tùy nha. Chủ nhà thiết kế 2-3 nơi kê máy giặt luôn. Nội thất của phòng vệ sinh này rất là ok nhé. Chậu rửa mặt và gương soi. Đây có vòi tắm đứng. Nội thất cơ bản ok hết. Cửa được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha. Bây giờ mình lên trên và nhìn lại một lần nữa không gian tầng trệt của căn nhà nhé. Nhà hai quạt trần Panasonic. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 5, chiều dài 21. Sổ hồng riêng đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi, nhà mới làm xong. Nhà này cách quốc lộ 1K chỉ khoảng 300m thôi. Cách siêu thị Bixi và cầu vượt Linh Xuân Thủ Đức khoảng 2km. Cách bến xe miền Đông quận 9 chỉ khoảng 3km thôi nhé. Cách làng đại học khoảng 2km. Anh chị nào có con đang học ở làng đại học có thể mua về ở đây rất tốt nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá kim sa, tay vịn gỗ căm xe và kính cường lực 10 ly rất là chắc chắn nhé. Anh chị đang xem, nếu chưa ấn đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký kênh và chọn quả chuông lớn nhất để tiện nhận được những thông báo, những video mới nhất mình quay lên những căn nhà ở Bình Dương cũng như Sài Gòn để cho mình tiện theo dõi và tham khảo. Nếu không có nhu cầu mua thì mình cũng có thể xem tham khảo để có thể xây. Và anh chị nào có nhu cầu đi xem căn nhà này, hẹn gặp em ngay ở siêu thị Bixi hoặc ngã ba Bình Thung, em sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé. Căn nhà này đang được chủ nhà ra giá với giá là 3 tỷ 700 triệu đồng. Nhà ngay quốc lộ 1K, đây có phòng ngủ thứ hai này. Phòng ngủ này rộng khoảng 17-18m2 nhé. Tất cả phòng ngủ đều được chủ nhà đi đường âm máy lạnh cũng như hệ thống cáp net. Cửa chính thì được làm cửa gỗ căm xe. Cửa bên hông thì cửa lùa gỗ nhôm sinh pha. Phía cuối mình đây có giếng trời lên trên này. Ở đây mình có chỗ kê máy giặt tiếp theo trên đây nhá. Có cửa lùa hai cánh. Ở đây. Đây là nội thất của phòng vệ sinh trên lầu. Nội thất cơ bản rất là ok nhá. Chủ nhà ốp gạch lên tới trần luôn, rất là sạch sẽ.
có quạt hút mùi, vòi tắm đứng, cũng như một cầu Velasela. Nội thất cơ bản rất là đẹp nha, rất là tốt. Bây giờ mình tiến sang phòng ngủ thứ ba cũng như phòng thờ phía trước. Các bác nào có nhu cầu đi xem thì hẹn gặp em ngay ở cổng siêu thị Bixi hoặc ngã ba Bình Thung. Em đang có 4-5 căn, diện tích ngang 5, dài 20 như căn này nhé. Và giá đang dao động từ 3 tỷ 3 cho đến 3 tỷ 7. Có đầy đủ giá cho quý vị mình tham khảo nhé. Đây mình có phòng ngủ thứ 3 này. Phòng ngủ này rộng khoảng 20m2. Nội thất cơ bản rất là ok nhé. Cửa lùa hai bên, cửa chính nhà, cửa gỗ căm xe. Bây giờ mình sang phòng thờ này. Phòng thờ phía trước rộng khoảng gần 20m2 nha. Nhà này có diện tích là 105m2. Chủ nhà thiết kế phòng nào cũng rộng rãi, thoải mái. Có 2-3 chỗ kê máy giặt và có sân thượng phía trước này. Mình tối ra đây kê bàn ghế ngồi uống nước, ngắm cảnh ngoài sân thượng này nha. Sân thượng khá rộng rãi. Đây là quốc lộ 1K này, thưa quý vị, xe đang lưu thông đây nhé. Ngay đường quốc lộ 1K vào, một xẹt luôn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.